Và đây là một câu chuyện xăm lồn mà hôm nay phải gặp. DNG fan. Đây đâu phải là dân chơi nên không cần phải kiếm số, mày không cần phải cho đầu chó. Thứ tụi mày đang muốn là những bó tiền thật khảo hạng, thấy tụi mày tích cực bầu nó. Đám tụi mày thích gen ben, còn tụi tao thích solo, thách tụi mày dám chơi tao đó. Muốn công lý thì tiền trong ví phải dày cộm, hoặc sau lưng chứa một quyền lực to lớn của ai đó. Một buổi sáng xuống phố, thấy bobo đầu không nón còn cố, dùng chân trái đá số, lách vô chỗ, lũi vào quán la hố. Bắt tao đứng dưới phố, thấy hơi lỗ, mở miệng ra toàn bố, lập biên bản nhiều số, ăn cho cố, cố chừng gặp bão tố. Nếu tụi mày không mặc áo vàng thì vỡ mầm, tặng cho mày 2 mét vuông đất thoải mái nằm đó coi trả hầm. Khỏi phải hù và dọn hàng ngàn mũi dao thấy lan cả cổ tao. Và lý do mày hút thì quá xâm lòng bởi vì mày lỡ dầm, trí thông minh mày cỡ bầm, đêm nay nhà mày gỡ bơm. Mấy con quỷ tao nhốt trong chuồng nó vừa đến hay được mở thơm. Mai xe còn nấu tắt đi, không nón không giấy bắt đi, lập xong biên bản chắc đi, lên đồn lấy xe chắc free. Gangster ngon nhất Mai Thao, vẫn vậy cho đến mai sau. Quyền lực nằm dưới tay tao, cho mày bốc khối tay cao. Chắc tụi mày không phải lớn lên từ em Mai Thao, nên vào đây lập sống biết được chi ngân nó điên cỡ nào. Ngoài công việc cho vay thằng fan của tao nó còn mai bao, gọi cho nó đóng gói 4 thằng bây giờ đem liền 2 bao. Mấy thằng này trên tỉnh xuống chắc nè, đừng ngu dữ vào mặt nói phát nè. Bọn mày tưởng tao ngán khi bị bắt à, quên đi mấy thằng nhóc vẫn liên trụ đéo cần khóc la. Khi mà lỗi tao dính thì đem tiền nộp cho nhà nước, không ăn được đừng quậy phá, giữ nét mặt đừng sốc nha. Xe này mày đem về nè đâu, nói cho tao biết để còn lấy. Sống chung một vùng đừng chơi nhau, nghe chưa? Sau này mày còn đi đường này chắc chắn, đừng để kính xe mày thủng lỗ. Xiên bầm dập nát bấy nắp capo, tụi tao trả thù thì hơi mệt, vì biết múi giờ mày ra vô. Damn.